nay mình lại có trận banh sân 5 người với lại mấy anh em đội VNBot. À, áo Puma đồ. Nhưng mà quần của Grand Sport. Điểm danh xem đội còn có ai nữa ha. Chơi. Yo, Kim Messi. Đây. Thời gian của bạn này là Hà Văn Gói. Hai gói luôn. Oh, bằng vậy sao đá ta? À, hay dữ vậy. Sao không đá? Ủa Hà mà áo số mấy vậy ta? Số 5. Ok. À, bữa nay mình mặc là số mấy các bạn? Messi số 14. Ok. Hello em, bữa giờ đá chung em mấy lần rồi, em tên gì ta? Dạ em tên Thành. Thành hả? Dạ. Ô Thành luôn, hay quá. Anh có ông anh tên là Đinh Thành, không biết em biết Đinh Thành không ta? Dạ, biết Đinh Thành luôn. Ok, đây là Đinh Thành phiên bản mini. Ok nhá hả? Dạ, phiên bản thiếu nhi. Và đây em, anh mới gặp em lần đầu đó, em tên gì ta? Dạ em tên Vương. Vương hả? Dạ. À, em hâm mộ ai nhất? Dạ, đúng không? Hâm mộ anh kia nhất. Hâm mộ anh kia nhất. Rồi, ok, Vương Messi làm thủ môn. Còn đây là anh Sử. Bầu đội. Yeah. Yeah. Anh hâm mộ ai nhất anh Sử? Hả? Anh hâm mộ anh ai nhất? Không, anh hâm đục không à. Hâm đục không à. Đó, áo xinh 99. Số 19. Đây là Minh. Minh gì đây? Minh gì đây? Minh giày. Minh bán tô bán giày. Đúng rồi, đây là chủ sân luôn. Mọi người ơi, chủ sân tô bán giày, chủ shop tô bán giày luôn. Nay được kèo đá chung, nay có băng gói không ta? Có chứ. Có hả? Hồi nãy tới thấy ngồi chùm đá thấy tội nghiệp quá. Ngày nào cũng phải chùm đá vậy hả Minh? Đá nhiều quá, chùm cho nó đỡ mỏi. Dạ, em chủ sân mà em đá ngày chắc 20 trận chứ còn gì nữa. Bể kèo nhiều quá. Bể kèo là vô gánh luôn đúng không? Anh em cấp nhiều cho chủ sân đỡ đá. Vô, nhớ có kèo đá nhớ gọi anh nha. Okay, lên đá 24 với em luôn. Nhanh. Giao đi rồi chạy, lóc lại kia đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai lên, hai lên. Có lên, có. Áp sát lên.
uống. Lăn lên.
Là kết thúc trận đấu với anh em đội VNBoss ha. Ăn cũng nhiều tại đội bạn cũng còn trẻ. Đội mình thì có Messi rồi mấy anh em đá cũng tốt. Thật ra ăn nhiều tỷ số cũng khá cao. Nhưng mà cái đó không quan trọng đâu. Quan trọng là đem đến những pha bóng đẹp, những pha xử lý hay dành cho anh em xem. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để mình làm tiếp các video clip như thế này cho mọi người cùng xem nha. Mình là Phạm Trung Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.